Dạ, thì hiện tại em là học sinh vừa mơm ạ. Sinh vừa mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái vậy cơ? Dạ, em bé trai 5 tuổi rồi. À, bé trai 5 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ, em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ, em bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ, quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mà cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ, tại hồi đó bạn này là bạn ngoài cấp 3 với em. À, dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ, biết trước rồi. Nhưng mà có đứa con rồi dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ, thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy. Mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi, quyết định. Anh hiểu rồi. Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng. Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Cũng được. Bé em trước gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Dạ. Em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Rồi xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ em là hiện là giáo viên mầm non. À giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ dạ đúng rồi. Rồi xin mời bạn trai. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và chào toàn em. Thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang. Dạ tên Quang. Sinh năm 86. 86. Quang làm gì Quang? Dạ em bên làm sale. Buổi sáng buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang dạ. Ơi. Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. À, ưu điểm của em thì nói chung là em hòa đồng vui vẻ. À, nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Dạ. Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta. Nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, chọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó, chỉ đỡ tức thôi. À, lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Có em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về. Thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ, em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết rồi, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi. Em ơi em lúc mà xỉn á em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không em kiểm soát được nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó ra lúc mà mất kiểm soát nó ra. Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó rồi đi về nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường là nó có cái đèn sáng thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ dạ thỉnh nó tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em dạ, gái. Dạ em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh vừa mơm ạ. Sinh vừa mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái vậy cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 dạ. Tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1 năm rưỡi.
Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ, quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ, tại hồi đó bạn này là bạn hồi cấp 3 với em. À, dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ, biết trước rồi. Nhưng mà đã có đứa con rồi, dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ, thật ra thì... Mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy. Mà thì bạn đó không được như vậy nên... Rồi, anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ, em bé trai gần 2 tuổi. À, mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm. Rồi ly dị? Dạ, ly dị. Rồi con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ. Mình phụ cấp. Phụ cấp? Dạ. Ủa, em ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. Luôn mà, đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Yeah. Chị hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á, thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á, thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó, dạ. Thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ, thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình, dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó, chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quang. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ, chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi. Dạ, quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi, hai bạn cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. Anh, em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, anh biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chỉ không ăn rồi để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Xuống đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả Linh? Dân, chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm. Em mới làm tối qua á. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào? Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Nhưng vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không, là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không?
Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy. Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á, thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Gái cũng được. Bé trước, em thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Tại em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát anh, tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó đứng dạ. lên. À. À, em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không? Tình cờ anh gặp được em. Tình cờ anh đã yêu em mất rồi. Tình cờ rồi lại tình cờ, tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Bánh ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. À, vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa bây giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích, rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không? Có thể mở lòng mình hay không? Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên này người ta bấm rồi đó. Đánh xuống. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm hai lần rồi. Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah. Một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi thắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được rồi. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi? Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói cho em trai. Yeah, em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi. Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Được rồi đó. Phun cái ban đầu đi. Trời ơi, sao nóng cái trán gì vậy? Vì là sao? Nâng cầm đồ. Đó. Chúc mừng các bạn. Mình chỉ cách cái hàng rào thôi, mình giới thiệu lớn lên để cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Quân,
Sinh năm 1988, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quân làm gì? Em làm nhân viên chế bản. Chế bản là sao? Làm mấy bản in anh. À, bản in nữa hả? In thùng cắt tông với rồi, lại offset nữa. Rồi, còn mình giới thiệu đi coi nào. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả của chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Tâm, em và bạn nam này thì cùng tuổi. Quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Rồi em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, nhiệt tình với lại các bạn. Nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh, nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân. Đấy là em khá là thẳng tính ạ. Rồi xin mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được. Nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn rồi sửa viết đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Dạ. Được không? Được ạ. Được, ba sửa được, ok. Em bé được ha? Dạ. Vậy là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Một ạ. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á, em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Trời chi buồn với em. Mất vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi rồi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, dạ. Là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Rồi chia buồn với em ha. Thôi nhà gái đường tình tha sao? Mình có mấy mối tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn nam bên cạnh thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Em thì từ thời sinh viên thì cũng có 2 mối tình. Xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác. Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài, bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Chào em. Dạ em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em ha. Dạ em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Ê gái có đeo ba không? Dạ có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em. Và em cũng chỉ mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là sau đời thêm gặp nữa bạn, dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung ra được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Ít ra là về tính tuy nhiên tình là thì sao? Qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. Nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc. Rượu bia thì em không có cấm đoán gì vì một cái người bạn trong tương lai, nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi, dạ. Em trai có hút thuốc không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ thôi anh. Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Thì cùng em xây đắp gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy?
Dạ em đi với lại ba em của em, ba em gái. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Em xin nhận xét về chia sẻ với anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm, dạ, được cái sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em, thì bạn đang ngồi dưới ạ. Rất vui là được gặp chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy. Và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi, và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông, em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi. Thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó, thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Chào. Chào ạ. Thì đến với chương trình anh có bó hoa gọi là kia. Bánh. Em cảm ơn ạ. Ủa bánh tráng này là sao? Dạ kẹo đậu phộng. Đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản. À cái này gọi là gì nè? Cú đơ. Cú đơ. Cú đơ, cú đơ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kịp tiền. Thực ra thì cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn. Cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Em cảm ơn. Còn tờ báo này là gì em? Dạ đây là bài báo viết về vợ em. À, viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con á anh. Dạ, thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng á. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này. Đầu tiên xem nào. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa ở đây. Thành ra mới được đăng báo nè. Mình xem nha. Chuyện đi anh. Không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. À, thì nhà thì cũng có rồi mà dạ. Yeah. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi, còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À dạ. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có. Có đúng không? Bây giờ nè, mình bước tới, mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác. Rồi, bước tới đi nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ cột của gia đình. Để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng. Bé. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình. Thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên. Thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội.
Dạ, cảm ơn anh, thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động, và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ, để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào, thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống trong tương lai. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó, tức là bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Dạ dạ. Rồi về ghế đi các bạn. Dạ. Tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Một, chuẩn bị. 2 3 Chúc mừng các bạn. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng ta biết đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ, cảm ơn. Ok. Dạ. À, hôn nữa, quên hôn, phải cái hôn đầu tiên. Rồi, do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Hôn má. Em nghĩ chắc không sao, cảm ơn. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hải. Dạ, quê quán là ở Bình Phước, mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tức là em ở trọ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà quê em ở đâu em? Em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Dạ. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Tức là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Cửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. Ừ, cẩn thận nha. Dạ. Em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Dạ, trước tất cả các cái vấn đề. Dạ, đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là đó. Vậy hả? Rất là nhiều tật xấu đó. Tức là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng, dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Trời ơi! Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Cái nguy hiểm như cái trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ. Ơi, nghe thấy sao? Dạ, hãy... em nghe cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26. Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người, nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi. Vâng ạ. Còn bên đàn trai?
Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được hai mối tình anh ạ. Mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm. Rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Và mối tình gần nhất là đây cách đây 3 năm, quen được cũng 3 năm. Nhưng mà lý do? À, lý do chắc có lẽ là đạo. Em có đạo hay bên không kia? Em bên Phật, bên kia là bên đạo. Xin lỗi, em bên là... kia bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. À rồi, vậy tốt rồi. Em đàn gái xinh đẹp. Ồ, dễ thương em quá. Em em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan, để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này? Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó? Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn hả? Dạ đúng ạ. Em thích loài gì? Bạc rê chị ạ. Chó bạc rê. Wow. Bên đây thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Em thích chó Phúc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ á. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Trong cái khi mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Tại sao? Tức là đâu, em nói ví dụ coi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân, đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Thử em có con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Ồ vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67. Còn mặt mày sao? Mặt có sệ sệ không? Trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn còn lại thì chắc là không sao ạ. Nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không? Dạ chắc không sao đâu ạ. Trời ơi. Giống không? Không, không có giống. Không sệ tí nào luôn á. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó, đúng không? Trai tài gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. Thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình dễ nhìn, sạch sẽ là được rồi. Nói chung ăn mặc tươm tất gọn gàng là được rồi. Không có cần tiêu chuẩn mấy. Em không thích điều gì bạn nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á chứ không phải tự nhiên thì không xăm. Xăm môi? Xăm mà xăm đậm á. À, em có xăm không? Dạ em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? Em đi với bạn của em ạ. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương, nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? Riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói gì thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu á thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé Bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng, bà quay mặt đi xong rồi thấy chưa. Bơ ơi, ý con sao? Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau, thì Bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và Bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thấy chưa? Người ta không có coi con này là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé Bơ 4 tuổi, giới tính là gái. À dạ. Làm như nó ghét tôi á. Không nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa? Lè lưỡi biểu môi đó. Rồi. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em. Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải. Thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút
để hai bạn tiến xa hơn. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ thì mình mở rào đi nha. Má không nhìn tôi nữa thôi. Em chào anh. À, chào em. À, anh có món quà không vậy anh? Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe miêu tả qua cái hàng rào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề cuộc sống? Vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, dạ, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là dạ, quen là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Dạ. Như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Anh thấy thế nào ạ? Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài. như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng? Thì ý em nói là cái ý của em á là 6 tháng đến 1 năm á là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều á chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần, mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này hả? Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chính á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Dù công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á, cái sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm. Bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay, cũng thích sự lãng mạn một chút, hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm. Nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ, tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì. Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và khăn choàng ạ. Một cái khăn, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. À, chiếc khăn gió ấm. Đeo cho cô gái đi em. Anh có thể xin phép đeo khăn em được không? Dạ vâng ạ. Choàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi. Chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Dạ vâng ạ. Cái khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thấy màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Bạn gái đáp đi. Để đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm ơn mọi người. Bây giờ em hát hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết, mà bạn gái ngược lại cũng như thế. Nào, nếu em đồng ý thì cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn.
em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại, cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được. Nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó. Nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không? Má cưới cái có liền nhé. Cưới là có liền cũng mà được à? Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi. Thì em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chiều thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha. Chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Quyết định 3, 2, 1, hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó, bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. Chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dạ, em xin phép em ha, không chán nha. Ê, phải. Hôm đó là giống như hôm con chào vậy đó. Hôm con á, bạn trai hôm bạn gái á là ở đây. Đúng mà. Đó lại đi. Hay là biết mà ăn gian nè. Ăn gian. Ông mẹ ăn gian. Cố tình đó chị. Cố tình đó đúng không? Trời ơi.